khoảnh khắc kỳ diệu nhất của Thao Sinh Cô Gái là ngỗng đẻ. Đây là con ngỗng đẻ đó, tuyệt vời chưa, tuyệt vời chưa, khoảnh khắc con ngỗng và con quả trứng tòi ra. Quý vị các bạn đăng ký kênh Chim Cô Gái Hay của mình để đón nhận tất cả những khoảnh khắc kỳ thú nhất ở trên đất Ba Vì của chúng tôi. Và đặc biệt tôi sống và yêu thích chim cu gáy, chim đa đa đó, rất là nhiều đó. Bác công nhân nuôi chim, bác đang chuyển chim gà rừng tới đây sẽ gây nuôi rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Số điện thoại của mình là 0163 530 5982. Các bạn mua chim cu gáy các kiểu mình sẽ chuyển cho, gửi cho các bạn. Rồi ok, đây đây đây, đây bố đứng dậy, đứng dậy. Nhìn vào màn hình quay cho nó thoải mái rồi. Để nguyên theo chiều này. Thế. Ok. Đây là đơn số đơn một đơn thứ nhất. Mai là ngày 20 à, ngày 10. Ngày 17 tháng 4. Đấy, đơn thứ nhất là số xe, đây là bến xe Giáp Bát, số lái xe là nào để nguyên rồi nào, đưa luôn sẵn, không phải nhìn nhìn vào cái chỗ viết đây thôi, 0977 179 268, còn khách là số 0164 845 9978. Đây là 500k cước so ra khách. Đơn số 2 1 này. Đơn số 2, đơn số 2 đây. Nào nhìn vào màn hình. Đơn này là gia bình này Bắc Linh, Bắc Linh 0978027193 CK. Đơn 2, đơn 3 là sao đây này, chết rồi, đơn này sao lại không thấy số điện thoại trường trình, tí nữa phải hỏi lại xem lại cái ghi âm cuộc gọi. Đơn thứ tư, đơn thứ tư là 0977 872 285 Bắc Giang. Nào nào như là đơn tiếp theo. Đơn này là gì đây? Gì đây xem nào. Đơn này Tam Hiệp. Tam Hiệp. Tam Hiệp 0989 869 475. Tam Hiệp ông này chuyển khoản trước rồi. CK. Khách. Khách trả cước. Chữ mình hơi xấu, mình ghi đủ để mình hiểu. Mọi người nhìn vào chả nhìn thấy, chả hiểu gì cả. Đây số này là 0973 07 0 tới 4 03 Đến thì cũng không chỉ 58 thì kệ đó, yên. Bắc Ninh. Bắc Ninh. Bắc Ninh. Này, thu 3 triệu 6 3,6 triệu.
Chữ này là thao giả. Ừ. Cái gì? Bố giả 3 chiều 6 là 4. Không, cước xe bố giả. Đơn này là 0973 Thế 3 chiều 6 là ai giả 803 hả bố? không dung màn hình. 825. Cái này là chuyển khoản rồi nhá. Cái này là CK. Chiều nay vừa chuyển khoản xong. Cái này là văn phòng. Văn phòng liên hệ. Tự liên hệ với khách, tự gửi tìm xe gửi về. Đấy, vậy vị trí là đơn giản nhất là mai mình cũng sẽ có một vài đơn như thế. Đây là một ngày làm việc bình thường của mình. Và lúc 8 giờ tối các bạn gọi điện có thể là mình rất là bận. Đấy. Còn bây giờ mình phải xem lại sẽ là cái khách hàng này ở chỗ Trường Chinh Hà Nội này là ở số bao nhiêu để mình ghi vào đây. Đấy thì quý vị các bạn thân mến, Thao Chim Cô Gái chia sẻ một công việc rất là đơn giản nhưng rất là vất vả. Các bạn không thể hiểu được một ngày mình vừa quản lý người chăm sóc chim rồi sinh sản rồi nghe điện thoại rồi làm phiếu và trả lời rồi làm video quảng cáo. Có tất cả những cái công việc thường ngày mà mình vẫn làm. Và những cái công việc của mình trông như thế này thôi nhưng mà rất là thầm lặng. Một phần là mình cũng để mình theo dõi khách hàng. Một phần là mình để quản lý và mình còn có trách nhiệm bảo hành cho khách hàng. Đó. Một phần là để cho công việc của mình nó không bị chồng chéo. Ví dụ mai bên văn phòng ở Hà Nội họ có những cái trắc trở gì, khách hàng có trắc trở gì, mình ghi số nhà xe đây, số khách hàng đây. Thì đơn được cái đơn giáp bát này là nhà khách hàng đưa tiền cho lái xe và mình và người văn phòng của mình ra bên giáp bát là giao nhận luôn. Đấy, còn những cái đơn mà chuyển khoản này là họ đã chuyển khoản trước cho mình. Còn những đơn ghi số tiền thì họ sẽ một là sẽ lấy tiền luôn của nhà xe. Đấy. Hai là lấy tiền quay lại cái tiền của nhà xe. Thế thì cái điều mà mình vẫn luôn hướng đến các bạn chia sẻ những clip này mà không phải là mang tính chất là khoe khoang, mang tính chất là để cho các bạn biết là mình là người nuôi chim, là người quân tử, là người uy tín, là người làm việc rất là hệ thống và khoa học. Đây cũng là một những cái mà mình khắc con dấu này để mình niêm phong vào từng cái hộp đựng chim, là những cái hộp chim của mình đi khắp mọi miền Tổ quốc. Và cái tên này, mọi người biết đến mình cũng một phần là do những cái phong cách làm việc của mình như vậy. Để hy vọng là các bạn sẽ tăng thêm cái niềm tin và các bạn hãy đăng ký kênh Chim Cu Gáy Hay trên YouTube và trên Facebook. Số điện thoại của mình là 0163 53 05 982. Thế thì hy vọng rằng các bạn sẽ có được những cái chú chim mà khi các bạn đặt ở bên mình. Thì bên mình có những cái chim chim non đang bón này. Chim non bón thuần biết ăn rồi mình chuyển cho các bạn này. Chim 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng. Chim giống, chim sinh sản, chim bố mẹ, rồi chim khách cũng như chim mồi. Cái vườn trại của mình thì cũng phát triển được nhiều năm nay. Và cái lượng chim của mình cũng cấp ra thị trường rất là nhiều. Đấy. Đấy, chính vì vậy là phần là cũng các bạn cũng tin tưởng khi tìm đến một cái đơn vị chuyên làm về một thứ, chuyên làm về con chim cu gáy, không có chào mào, không có mi, không có khiếu gì cả. Nếu có thì mình làm thêm về con chim đa đa, đó là gọi con chim bắt tép kho cả. Đấy thì mình cũng đang gây nuôi và đang bán cho anh em cùng chơi. Đó thì con chim cu gáy là chủ yếu. Thế thì đây là những cái quyển sổ mà mình cũng ghi hết quyển nọ sang quyển kia, hết trang nọ sang trang kia. Thì mình ghi từng ngày một. Thì mỗi ngày mình thường có khoảng 5-6-7 đơn hàng cái buổi sáng. Nhưng còn buổi chiều thì cũng có thể phát sinh những đơn hàng hoặc là những lượng khách hàng họ đến nhà rồi quanh huyện, rồi một số những cái đơn mà mình phát tán quanh khu vực mình ở thì cũng nhiều. Khách đến nhà thì cũng lắm, gần như là mình ở trong ngõ thôi nhưng mà cũng rất nhiều ô tô, xe tải, xe con, tất cả những cái lượng người biết đến tin dùng. Thì kính thưa các bạn, là những cái
cái sấp phiếu của mình mà mình in để phục vụ cho công tác chuyển hàng, các bạn nên nhớ là nó cứ hàng hàng tệp thế này thôi, hàng tệp luôn đó. Thì với một cái kênh mà mình cũng tâm đắc mình gây dựng thì các bạn thấy là mình cũng khá là đây đây dùng cái máy tính thì mình đang vào mình xem cái kênh của mình để xem như là các bạn thì nội các bạn một tí có điện thoại rồi, mình đang xem thế này đây thì cũng có những cái các bạn có thể vào cái kênh của mình, cái kênh của mình nó có biểu tượng cái con chim cú gáy này này đó, trên YouTube đây, kênh của tôi thì các bạn thấy là cái kênh này là mình ghi rõ là đăng ký để nhận video mới, kênh chia sẻ cộng đồng chim cú gáy hay, các bạn tìm trên YouTube là cụm từ chim cú gáy hay. Còn nếu như các bạn vào để Facebook thì các bạn có thể vào cái trang Facebook của mình đây, trang Facebook của mình cũng cùng tên là chim cú gáy hay đó. Đấy, chim cú gáy hay. Đấy, các bạn có thể thấy là chim cú gáy hay. Thế thì kính thưa các bạn, hy vọng rằng các bạn sẽ tìm đến một cái đơn vị chính thống chuyên giao lưu gây nuôi và cũng như là cung cấp giống tốt. Cuối video mình xin giới thiệu là mình thuộc địa chỉ là thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và mình số điện thoại là 0163530582. Mình tên là Thao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xin chúc các bạn có được những chú chim hay và có được những cái niềm vui, những cái khoảnh khắc thư thái, thư giãn từ những cái việc đam mê chim như vậy. Thân ái, chào tạm biệt. Hãy đăng ký kênh để đón nhận video mới. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Đấy, các bạn thấy là một buổi sáng của tôi này. Đây là 0358 về Bắc Ninh này. Anh này anh lấy khoảng 10 con chim. Đấy. Đây là về Tam Hiệp. Đuôi 475 này. Đây là về Hải Phòng này. Đuôi 391 này. Đây là về 7918 này. Đây nữa này. Đây nữa này. Đấy. Rất là nhiều các bác nhá. Đấy. Sếp em phát nay tự nhiên nào mười mấy đơn. Mày quá may là hên quá gì. Có mỗi cái này cái đấy để nghiêng thôi, còn cái những cái này để làm tất này đấy. Cái đấy để em cầm lên sau cuối cùng cho. Đều trước được. Có một hộ em phát đang ấy. Hai tính rồi nhá. Cứ 20.000 một đơn, kéo cũng biết nhiều ít. Ba giờ hơi, đánh đi. Nhiều nhãn thì mày có hôm á, đúng. Cũng được có 30 bạc. Từ mà tôi tính hơn 20.000 đơn. Này rồi, chồng giận véo nó máu hết. Đi đi. Đấy, mười mấy đơn hàng. Bài đang tăng cước đấy các bạn. Như hôm nay gửi đi khoảng 30 con chim. Anh em cố gắng là liên hệ đúng gặp đúng mình. Số điện thoại là 0163530582.